Và kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Du Phương, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thượng Vũ và toàn bể, toàn bộ quý vị đồng nghiệp trong hội trường. Hôm nay em xin phép được trình bày một cái chủ đề là nhận biết sớm tổn thương bệnh phổi kẽ trên các lớp vi tính phân giải cao. Và nội dung gồm những cái phần thứ nhất là cái tình trạng hiện nay về việc phát hiện sớm tổn thương phổi kẽ trong thời hành lâm sàng, những cái thách thức thực tế và những cơ hội mà chúng ta có thể tận dụng để mà phát hiện sớm IOD. Thứ hai là nhắc lại về các cái hình thái tổn thương thường gặp ở trong bệnh phổi kẽ. Và thứ ba là chúng ta sẽ đề cập đến một cái khái niệm mới là bất thường mô kẽ ở phổi và vai trò của nó trong việc phát hiện sớm được các tổn thương phổi kẽ. Thế vì vì thực trạng về việc chẩn đoán các bệnh lý phổi kẽ thì chúng ta biết là hầu hết là đều được chẩn đoán muộn. Và hôm qua trong cái bài những cái bài báo cáo ở phiên phổi kẽ hôm qua thì chúng ta thấy là việc chẩn đoán vô cùng khó khăn và không phải chỉ ở Việt Nam việc mà chẩn đoán IOD mới xảy ra muộn mà đây là một vấn đề mang tính chất toàn cầu và chúng những cái nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng có khoảng 19% số bệnh nhân thì phải mất hơn 3 năm từ khi có triệu chứng lâm sàng để có được một cái chẩn đoán xác định về bệnh phổi phổi kẽ và khoảng gần 40% số bệnh nhân là có ít nhất hai lần được chẩn đoán nhầm hoặc chẩn đoán sai và việc chẩn đoán nhầm chẩn đoán sai này thì sẽ làm cho kéo dài thời gian để từ lúc bệnh nhân có triệu chứng cho tới lúc có chẩn đoán xác định và như thế là cũng làm chậm cái việc điều trị của người bệnh. Thế nên những cái thách thức nào mà có thể gây ra cái tình trạng chẩn đoán muộn như thế thì chúng ta thấy là thách thức ở tất cả các khâu đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là bệnh của cái các triệu chứng ban đầu nó không đặc hiệu, khởi phát thì khá là thầm lặng, cái bệnh thì hiếm gặp và nhận thức về bệnh của cả người dân và nhân viên y tế thì chưa đầy đủ. Là do đó là khi bệnh nhân đến khám thì thường là ở giai đoạn muộn rồi và có tình trạng suy hô hấp lúc đó thì việc chẩn đoán vẫn tiếp tục khó khăn vì là bệnh nhân suy hô hấp thì chúng ta không thể tận dụng các cái xét nghiệm chẩn đoán xâm nhập được và chủ yếu chẩn đoán dựa vào những cái xét nghiệm đơn giản như là chụp các lớp vi tính và đo chức năng hô hấp thông thường thôi và dẫn đến việc chẩn đoán muộn và điều trị kém hiệu quả thế thì những cái triệu chứng mà thường gặp được nhắc đến trong y văn là ví dụ có bệnh nhân khó thở hoặc là ho khan kéo dài và khi mà để mà ở cái tiếp cận ban đầu bác sĩ khám ban đầu chúng ta sẽ để ý đến các dấu hiệu ran nổ và những cái triệu chứng có kéo dài thì mình nghĩ đến trần đoán là viêm phổi kẽ sau đấy thì chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đi khám chuyên khoa hô hấp và chỉ định các xét nghiệm hình ảnh thế về phía của bác sĩ hô hấp được hội trần và bác sĩ trần đoán hình ảnh thì sẽ cố gắng tìm các cái dấu hiệu của bệnh phổi kẽ đánh giá xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh phổi kẽ và sau đấy thì chúng ta sẽ chuyển tới bệnh viện mà có những cái trung tâm chẩn đoán, uh, những cái hội đồng chẩn đoán liên quan đến bệnh lý phổi kẽ. Thế thì um, về lý thuyết là như thế thôi, thế nhưng mà thực tế ra thì phần lớn những cái trường hợp của chúng ta đều được chuyển rất là muộn. Thế thì um, trong cái thực tế đấy thì ở Việt Nam chúng ta có những cơ hội gì để mà um, có thể giúp chẩn đoán sớm hơn cái mặt bệnh này. Thì chúng ta thấy là trong một số năm vừa qua thì cái nhận thức của bác sĩ và người bệnh về bệnh lý phổi kẽ thì đã được nâng cao đúng không? Chúng ta có rất nhiều cái hội thảo, chúng ta đã bắt đầu có những cái truyền thông về mặt cộng đồng ở trên các cái kênh YouTube hoặc là Facebook về vấn đề phổi kẽ và chúng ta cũng đã có những cái tài liệu đào tạo mang tính chính thống của Hội hô hấp Việt Nam ban hành về mặt chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta thấy là mặc dù hôm qua trong phiên báo cáo hôm qua thì phó giáo sư Lê Thượng Vũ có nói là cái um, các cái máy uh, đo chức năng hô hấp chưa được phổ biến rộng rãi ở tất cả các tuyến nhưng mà về mặt trần đoán hình ảnh thì uh, như em nhận thấy là máy cắt lớp vi tính thì ở, hiện nay ở các tuyến là cũng có khá là nhiều rồi và chúng ta cũng thấy rằng là trong những năm gần đây khoảng 5 năm trở lại thì việc uh, sàng lọc ung thư phổi bằng cắt lớp vi tính liều thấp được đẩy mạnh ở Việt Nam đặc biệt là ở các cái bệnh viện khối tư Đấy thì người ta không bị vướng mắc về các vấn đề bảo hiểm thì việc chỉ định và bệnh nhân được chụp theo dõi phát hiện sớm ung phổi thì cũng được làm nhiều hơn Ngoài và chúng ta như thế chỉ định chụp các lớp vị tính tăng và đi song hành với nó là chúng ta sẽ thấy là ngày càng nhiều những cái tổn thương dạng kẽ với cái kích thước nhỏ được phát hiện nhưng mà cái vấn đề kiểm soát những các cái tổn thương đấy như thế nào và Uh, xác định những cái tổn thương nào mà có khả năng tiến triển thành bệnh phổi kẽ trong tương lai thì vẫn chưa được để ý đến nhiều nhưng mà đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể sàng lọc và phát hiện sớm bệnh phổi kẽ hơn uh, vừa qua chúng ta cũng có một cái đại dịch uh, covid 19 thì uh, cái đại dịch covid 19 này thì nó xảy ra nó cũng là một cái thách thức trong chẩn đoán và thực ra thì theo quan điểm của em thì nó cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể phát hiện được nhiều hơn những trường hợp bệnh lý phổi kẽ thách thức ở điểm nào đấy là triệu chứng của những cái trường hợp hậu covid ấy. thì thường trùng lấp với triệu chứng ở bệnh phổi kẽ chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp mà bệnh nhân đã mắc covid sau đấy khoảng 2 tuần 3 tuần thậm chí một tháng có cái ho kéo dài dai dẳng và bệnh nhân đi khám bác sĩ hô hấp và chúng ta chụp cái phim x quang lên nhưng mà tổn thương thì không thấy đúng không ạ bệnh nhân thì vẫn lo lắng và đề nghị là chụp các lớp vi tính Thế thì đấy là một trong những cái lý do mà cái chỉ định color, chụp chụp lớp vi tính nó sẽ được tăng lên. Thứ hai là chúng ta cũng nhìn thấy là ở trong cái tổn thương phổi hậu Covid ấy, thì rất là nhiều. Và những cái nghiên cứu trên thế giới người ta nhận thấy rằng là đối với những bệnh nhân mắc Covid-19 mà đã có đã được nằm viện điều trị ấy, thì đến khoảng 70% trở lên, trên 70% là có những cái tổn thương thực thể ở phổi khi mà chụp các lớp vi tính nhưng mà những tổn thương này thì có thể tự thoái triển sau đó thế thì những cái bệnh nhân này khi đến với chúng ta chúng ta chỉ có một cái phim duy nhất tại thời điểm mà bệnh nhân được chụp thôi tại thời điểm bệnh nhân đến với chúng ta thôi thì chúng ta cũng không rất là khó khăn trong xác định đây là cái tổn thương bệnh phổi kẽ do uh, di chứng của các cái tổn thương viêm hậu covid hay là đấy là một bệnh phổi kẽ thực sự thế thì ở trong cái nghiên cứu của uh, được xuất bản năm 2021 ấy, thì người ta cũng thấy rằng là có một cái tỷ lệ rất là lớn những cái bệnh nhân có bệnh lý phổi kẽ trước đó được phát hiện, được chẩn đoán khi mà sàng lọc các cái bệnh lý liên quan đến à, sàng lọc các cái tình trạng liên quan đến covid và người ta thấy rằng là cái tỷ lệ ở, ở trong số các bệnh nhân covid ấy, thì cái tỷ lệ bệnh nhân có bệnh phổi kẽ thì gấp đôi so với những cái nhóm chứng là những cái nghiên cứu thuần tập mà ở đối tượng bệnh nhân không có không phải bệnh nhân mắc covid ở đây là một cái một số cái nghiên cứu khác mà người ta thấy rằng là khi người ta thống kê lại người ta thấy là trong khoảng 3 tháng sau khi mà bệnh nhân covid ra viện thì có đến kho có đến khoảng 7 80% này vẫn có những cái biến đổi ở trên các lớp vi tính và những cái biến đổi ở trên các lớp vi tính này nó có thể tồn tại cho đến khoảng 6 tháng cho đến 12 tháng và một số nghiên cứu gần đây thì người ta thấy là ở ngay tại thời điểm 12 tháng thì vẫn còn đâu đó khoảng 10-15% số bệnh nhân có những cái tổn thương di chứng ở phổi. Thế thì đây cũng là một cái uh, thách thức trong việc là chúng ta xác định đâu là những trường hợp mà chúng ta cần theo dõi và đâu là những cái trường hợp mà chúng ta có thể phát hiện sớm maio đi. Thế thì uh, ở đây uh, em xin quay lại một cái slide khá là kinh điển là Làm thế nào để phát hiện sớm ILD trên HRCT dựa trên các cái tính chất bệnh học của nó Thì chúng ta thấy là những cái nhóm bệnh chính uh, liên quan đến uh, viêm phổi kẽ Chúng ta sẽ có những cái nhóm bệnh viêm liên quan u hạt, những cái phơi nhiễm liên quan đến thuốc Liên quan đến bụi, những cái bệnh lý phổi kẽ vô căn và những cái bệnh lý phổi kẽ tự miễn Và nhìn chung thì các cái tổn thương nó thường trồng lớp với nhau, nó đan xen với nhau nhưng mà ở đây chúng ta thấy chỉ có ba cái dạng tổn thương chính thôi thứ nhất là cái viêm phổi tổ chức hóa thứ hai là cái tổn thương viêm uh, phổi kẽ không đặc hiệu và thứ ba là tổn thương viêm uh, phổi kẽ thông thường UIP ở đây uh, chúng ta còn một số cái dạng tổn thương khác nhưng mà nó không phải là dạng tổn thương phổ biến ví dụ như LIP hay là AIP và những cái tổn thương đấy thì uh, rất là khó được dùng để sàng lọc ví dụ như AIP thì uh, bệnh tổn thương uh, kẽ tiến triển cấp tính thì thường là bệnh nhân sẽ vào viện luôn trong tình trạng rất là nặng suy hô hấp rất là nặng và có nguy cơ tử vong cao Thế thì hình uh, mình bắt đầu từ cái hình thái UIP là hình ảnh uh, viêm phổi kẽ thông thường. Đây là cái hình thái mà mọi người đã được nghe và được uh, nhắc đến trong rất nhiều hội thảo rồi ạ. Thì đây là đại diện cho cái tổn thương sơ phổi giai đoạn cuối và chúng ta có những cái tổn thương uh, dạng uh, tổ ong xếp thành các tầng. Đúng uh, Ba cái nhóm chính là lưới tổ ong dạng hỗn hợp có kéo và ưu thối dưới màng phổi hoặc là vùng đáy phổi. Đây là cái tổn thương mọi người khá là quen thuộc rồi ạ. Thứ hai là tổn thương uh, viêm phổi kẽ không đặc hiệu thì bản chất nó là cái thâm nhập kẽ của tế bào viêm và có tăng sản của tế bào 2 và có thể xảy ra là cái um, ban đầu nó chỉ là cái tổn thương viêm thôi thì người ta gọi là NSIP uh, Cellular, NSIP và sau đấy thì nó có thể trở thành sơ hóa và chúng ta gọi là fibrotic NSIP và các cái đặc điểm nó ưu thế đáy phổi, ưu thế quanh bó mạch phế quản tổn thương kính mờ, tổn thương lưới có dấu hiệu trừa màng phổi và có dẫn phế quản co kéo và cái tổn thương này thì hay gặp ở trong các bệnh lý um, IOD do nguyên nhân tự miễn. Thứ ba là cái dạng tổn thương viêm phổi tổ chức hóa thì bản chất của nó đông đặc khoảng chứa khí. Ngộng và nó thực chất nó là một phần của cái quá trình tự sửa chữa trong cái quá trình tự sửa chữa của nhu mô phổi ạ. Và về mặt đặc điểm hình ảnh thì là đa ổ, ưu thể đáy phổi này có thể có đông đặc dọc bóng mạch phế quả. Hai cái dấu hiệu cái dấu hiệu dạng sang hô đó là một cái dấu hiệu khá là đặc hiệu ở trong cái tổn thương viêm phổi tổ chức hóa và chúng ta qua cái đại dịch vừa rồi chúng ta thấy là một cái tỷ lệ rất là cao các cái tổn thương viêm phổi tổ chức hóa có thể gặp ở những cái bệnh nhân uh, hậu uh, mắc covid và những cái tổn thương phổi hậu covid. Và những cái tổn thương này thì thường là sẽ đáp ứng với các corticoid. Thì ở đây chúng ta uh, thấy là một cái nghiên cứu ở uh, hình ảnh trong một cái nghiên cứu về việc sử dụng corticoid trong điều trị những cái hậu tổn thương hậu covid thì chúng ta thấy là đây, những cái trường hợp mà có đông đặc dọc bó mạch phế quản, thương uh, viêm phổi tổ chức ở đông đặc dọc bó mạch phế quản, những cái tổn thương dạng Dạng, dạng sang hô và sau khi điều trị có, thể có thì nó bớt và nó biến đi rất là gần như hoàn toàn nhưng mình vẫn nhìn thấy những phần kính mờ đúng không ạ thế thì trong trường hợp mà bệnh nhân mà đến với chúng ta ở cái giai đoạn mà bệnh nhân tổn thương như thế này và chúng ta không khai thác được cái tiền sử trước đấy của người bệnh thì đây là bệnh phổi kẽ hay đây là di chứng hậu covid là mình rất là khó để để phân tích rất là khó để phân biệt chúng ta cũng không quên là những ba cái dấu hiệu mà nó đi nói lại rất nhiều lần nhưng mà vẫn phải nói tiếp. Ạ. Vì đây là những dấu hiệu rất quan trọng là cái bằng chứng chẩn đoán sơ hóa phổi ở trên các lớp vi tính liều à, uh, các lớp vi tính độ phân giải cao đúng không Các dấu hiệu tổ ong này, dạng phế quản có kéo là những tố uh, các dấu hiệu ở uh, sơ lưới. Thế thì ở đây em uh, trình bày một cái ca lâm sàng là bệnh nhân đã uh, ho kéo dài nhập viện nhiều lần từ năm 2020 ít nhất là hai lần ở tuyến tỉnh và được chẩn đoán là viêm phổi sau đấy bệnh nhân lên một bệnh viện tuyến trung ương và được chẩn đoán là viêm phổi kẽ nhưng mà không định danh và sau đấy thì chuyển đến hội đồng phổi kẽ bệnh viện Bạch Mai vào tháng 8 2022 và chúng ta thấy là ở ngay cái thời điểm năm 2020 nếu như mà chúng ta để ý thì chúng ta đã chẩn đoán được đây là có vấn đề về phổi kẽ rồi vì chúng ta thấy những tổn thương tổ ong rất là nhiều ở cái phần trước của phổi bên phải và xuất hiện giải rác ở những cái vùng phổi khác ví dụ phía trước của phổi bên trái và tổn thương này ở những cái đợt sau thì càng ngày nó càng nặng lên đúng không ạ và tại thời điểm tháng 12 năm 2021 ấy, khi mà được chẩn đoán ở một bệnh viện tuyến trung ương thì chúng ta thấy là nó, ở trên bệnh viện tuyến trung ương thì bệnh nhân đã được chẩn đoán việc và kẽ nhưng không định danh và chúng ta khi mà chúng ta so sánh lại giữa hai phim này thì đã có một cái sự tiến triển khá là mạnh về mặt tổn thương rồi tức là cái tổn thương uh, viêm thì nó không thay đổi nhiều nhưng mà nó có giãn rộng tất cả các cái uh, tổn thương tổ ong so với cả những cái lần chụp trước và khi mà bệnh nhân uh, quay lại uh, đến cái hội trần hội trần của bệnh viện Bình mai thì chúng ta thấy đây là một cái trường hợp aip uh, có kèm theo bội nhiễm thế thì thời gian có triệu chứng cho đến lúc chẩn đoán là 27 tháng là câu chuyện là ngay kể cả khi chúng ta đã chẩn đoán được phim tại thời điểm năm 2020 rồi thì chẩn đoán này vẫn là muộn vì cái tổn thương phổi mà đã tổ vào ong như thế này rồi là những tổn thương không hồi phục và sẽ làm giảm cái chức năng hô hấp của người bệnh. Thế câu hỏi đặt ra là chúng ta có chẩn đoán sớm hơn được trước cái thời điểm 2020 này không? Đúng không ạ? Ở đây là có một cái cây lâm sàng khác và một bệnh nhân nam 62 tuổi ho kéo dài và hút thuốc nhiều năm. khi mà làm xét nghiệm bi lăng miễn dịch thì âm tính chúng ta thấy tổn thương của bệnh nhân thì ít hơn cái bệnh nhân vừa rồi và tập trung chủ yếu ở vùng đáy và tổn thương chủ yếu là tổn thương kính mờ đây là ở trên phim trên phim uh, tuyến dưới người bệnh uh, đưa lên cho bọn em thế thì sau đấy bệnh nhân được chụp lại hrct thì chúng ta thấy là cái tổn thương chủ yếu là cái tổn thương lưới và nó cũng rất là kín đáo thôi tổn thương kính mờ ở vùng đáy phổi có vẻ tăng lên một chút và chúng ta thấy ở bên đáy phổi phải có một số tổn thương uh, dạng kén khí nhỏ đấy xếp thành ba cái kén cái, cái, cái khí nhỏ đấy thì uh, trong cái trường hợp này thì ngay cả khi đưa ra hội đồng cũng rất nhiều tranh luận là đây là một cái nsip đơn thuần hay là đây là một cái uip nhưng mà vì là bệnh nhân không có triệu chứng um, có cái bi lăng miễn dịch âm tính rồi cho nên là uh, trên hình ảnh um, em thì em đọc là probable uip và có vùng này là cái vùng definite uip tức là uh, chắc chắn là có việc phải khẽ thông thường ở khu vực này thế thì uh, vì là đã có những cái tranh luận về tổn thương mờ, cái này là đặc điểm của NSIP và cái này là đặc điểm UAP uh, giữa các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong hội đồng và sau đấy thì bệnh nhân được uh, sinh thiết ở vùng tổn thương dưới định vị của khúc quai và hôm qua trong phiên chẩn đoán hình ảnh thì bác sĩ lượng đã báo cáo đấy thì uh, trên giải phẫu bệnh được chẩn uh, đoán về mặt uh, hình ảnh giải phẫu bệnh là definite UIP và cuối cùng cái chẩn đoán MDD của bệnh nhân là IPF và chúng ta thấy là với những cái trường hợp mà chẩn đoán sớm như thế này thì cái tiên lượng nó rất là tốt bệnh nhân sau đấy được điều trị nintendanit kèm theo các cái thuốc khác và mình thấy là hơi rất là bất ngờ là sau sau một năm gần một năm điều trị thì cái 6 phút đi bộ thì nó tăng lên khoảng 40 m và các cái FVC này nó hầu như nó bảo tồn. Thế mình quay lại mình nhìn lại cái tổn thương này thì rõ ràng là cái tổ ong này có thể là không phải là tổn thương còn có khả năng hồi phục nhưng mà ở đây rất nhiều phần kính mờ có thể là xen lẫn giữa cái tổn thương viêm và tổn thương UIP UIP không hồi phục thì việc điều trị nó không điều trị được những cái UIP nhưng mà những phần viêm thì nó có thể điều trị được và nó làm tăng cái FPC cho người bệnh. Thế thì đây là một cái ví dụ về việc mình cố gắng mình chẩn đoán sớm cho người bệnh thì sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị rất là cao. Thế thì đây lại một cái trường hợp khác. Uh, vào tháng 4 năm 2022 bệnh nhân vào viện vì một tình trạng ho kéo dài nam giới và mới có 42 tuổi thôi ạ. Thế thì các bác sĩ ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì rất là nhiều kinh nghiệm. Do đấy là các bác nhìn thấy những cái tổn thương bé bé như thế này. Các bác đưa ra hội đồng hội trần. Và sau đấy bệnh nhân được làm các cái xét nghiệm miễn dịch và chúng ta thấy là có pmsl SL75 dương tính SDA dương tính và AP155 dương tính. Nhưng bệnh nhân này có chức năng hô hấp bình thường, chỉ có ho thôi. Và các cái tổn thương này cũng lại có những cái tranh luận giữa bác, giữa các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hội đồng là đây là một cái tổn thương mà nó không đặc hiệu, nó chỉ liên quan đến cái phần phổi do do nằm cái, do tư thế đấy hay là đây là một cái tổn thương phổi thực thể đấy thì uh, bệnh nhân thì đi về mất rồi chúng ta không cho bệnh nhân vào để chụp lại những cái tư thế hít vào thở ra hay là nằm sấp nữa và chúng ta chỉ có phân tích trên phim này thôi và khi mà phân tích kỹ trên phim thì chúng ta thấy là có một cái nhánh phế quản cái hướng đi nó hướng đi bất thường nó đi xiên và thành phế quản thì hơi dày, có cái phần sẹp ở ngay chỗ đầu mũi tên đấy thế thì uh, sau khi mà nhìn thấy tổn thương này thì bệnh nhân này được coi là có có một cái tổn thương bất thường ở phổi và phải được theo dõi Thế thì chúng ta xem đến một cái phim thứ hai là tháng 10 năm 2022 là khi bệnh nhân này quay trở lại. Cái phim này thì được chụp ở hai tư thế, chúng ta nhìn thấy cái bóng tim khác nhau ở đây em đã xoay ảnh được. Thì bệnh nhân này lần này quay lại được chụp hai tư thế và tư cả tư thế nằm ngửa và tư thế nằm sấp và chúng ta thấy là cái tổn thương phổi nó tăng lên. Chúng ta thấy những cái phần tổn thương uh, thâm nhiễm này nó nhìn rõ ràng hơn này có những phần kính mờ và khi mà chúng ta zoom thẳng vào cái phần nhánh phế quản lần trước mà nghi ngờ ấy, thì chúng ta thấy là cái phế quản này nó giãn ra, nó giãn ra tức là dấu hiệu rất kín đáo. Nhưng mà về mặt cận lâm sàng thì lại PMSL 75 đang từ dương tính thành âm tính, RP 155 đang từ dương tính thành âm tính và SSA vẫn dương tính. chức năng hô hấp bệnh nhân bình thường, bệnh nhân bảo đợt này em cũng thấy bình thường thôi, hơi ho một tí nhưng mà không thấy vấn đề gì. Nhưng trên hình ảnh thì chúng ta thấy rõ ràng là tổn thương ở phổi tam. Thế thì cái chẩn đoán đặt ra ở hội đồng là cái bất thường mô kẽ ở phổi. Theo dõi ILD, đây là một trường hợp mà theo dõi ILD và rất là sớm, rất là sớm ngay cả khi bệnh nhân chưa có triệu chứng lâm sàng, đúng không ạ? Chưa có gì hết. Và bệnh nhân này đã được chỉ định là theo dõi 12 24 tháng bằng các lớp tính liều thấp và đánh giá chức năng hô hấp 3 tháng một lần và làm lại xét nghiệm tự miễn sau 6 tháng để xác định cái tình trạng tiến triển của của tổn thương này. Em đưa ra một số các lâm sàng để chúng ta thấy là là cái việc chẩn đoán sớm thì sẽ mang lại cái lợi ích cho người bệnh nhưng mà đôi khi không phải lúc nào chúng ta xác định được bệnh thì ngay, khi chúng ta phát hiện tổn thương mà quá sớm thì cái việc theo dõi là một cái vấn đề cần được đặt ra. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy một cái chẩn đoán là bất thường mô cái ở phổi. Thì đây là một cái khái niệm mới được không phải là mới hẳn, tức là các nhà chẩn đoán hình ảnh thì đã quan sát đấy thấy những cái bất thường này và đặt ra câu chuyện là liên quan nó đến những cái bệnh lý hô hấp hoặc là những bệnh lý khác từ những năm 2010 được tăng trên JAMA. Uh, uh, Tuy nhiên cái sự đồng thuận thì đến năm 2020 thì mới được đưa ra một cái định nghĩa mang tính đồng thuận của hội Flesner là các tổn thương phổi phát hiện tình cờ này không phải tổn thương do ảnh hưởng của áp lực tức là ở non dependent abnormality đi lăng và diện tổn thương từ 5% trở lên của ít nhất một vùng phổi có thể là vùng phổi cao vùng phổi 1 phần ba giữa hoặc vùng phổi một phần ba dưới và ở những bệnh nhân chưa có dấu hiệu nghi ngờ bệnh phổi kẽ và các cái dấu hiệu người ta dùng đánh giá bao gồm ở các cái dấu hiệu kính mờ hoặc mờ lưới này dạng phế quản có kéo biến dạng có kéo như mô phổi tổn thương tổ ong hoặc là tổn thương dạng kén nhưng mà không phải khí phế thủng thì đây là các cái dạng tổn thương đó thì chúng ta có dạng tổn thương kính mờ này chúng ta có dạng tổn thương dạng lưới này chúng ta có cái phần biến dạng co kéo của nhu mô phổi chúng ta có các cái dạng phế quản co kéo và chúng ta có tổn thương tổ ong và chúng ta có những cái cánh khí đấy mình nhìn thấy là cái cánh khí này nó không phải là dạng khí bê thũng mà nó có thành dày nó đơn độc và ở những vùng phổi khác thì không có những tổn thương tương tự thì đây là sáu cái bất thường mỗi cái ở phổi mà chúng ta sẽ quan tâm khi mà chúng ta đọc những cái phim các lớp vi tính thậm chí là những ở và đặc biệt là ở những bệnh nhân mà không có dấu hiệu nghi ngờ về uh, bệnh lý phổi kẽ, những người bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ, ví dụ như là đối với những bệnh nhân mà có uh, sơ cứng bì hay là viêm khớp dạng thấp, hay là phơi nhiễm nhiều với bụi phổi mà chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu này thì chắc là đây là những cái dấu hiệu liên quan à ILD rồi nhưng mà với những cái bệnh nhân mà không có những yếu tố nguy cơ đấy thì khi mà chúng ta Nhìn thấy những dấu hiệu này thì vẫn có khả năng một cái tỷ lệ phần trăm là bệnh nhân sẽ có IOD và mình phải đi quay lại mình thăm khám lâm sàng. Mình hỏi bệnh sử và mình khai thác những cái yếu tố nguy cơ. Thế thì người ta nghiên cứu, người ta thống kê qua các qua các cái nghiên cứu lớn này, mình nhìn đây là những cái nghiên cứu liên quan đến sàng lọc ung thư phổi này và những cái nghiên cứu mà ở cái nhóm dân cư thông thường thì chúng ta người ta thấy là cái tổn thương này không hề hiếm gặp. Đúng không? và nó có cái tỷ lệ vào khoảng 3 cho đến 10% ở trong dân số và trong cái nhóm sàng lọc ung thư phổi thì cái tỷ lệ này nó cao hơn, nó có thể từ 7 cho đến 17% và chúng ta biết là cái nhóm sàng lọc ung thư phổi ấy, thì thường là ở những bệnh nhân mà nam giới này hút thuốc lá rất là nhiều thì cái tổn tỷ lệ tổn thương này nó sẽ cao hơn và người ta nhận thấy rằng những cái tổn thương này có khoảng 20 đến 40% thì sẽ tiến triển theo thời gian và những cái bệnh nhân mà có thì cái tỷ lệ tử vong, cái nguy cơ tử vong nó sẽ bị tăng lên từ 1,3 đến 2 lần. Thế thì tiến triển theo thời gian thì tiến triển theo thời gian như nào? Nó sẽ có rất nhiều cái pattern tiến triển theo thời gian đúng không ạ? Đây là một cái trường hợp uh, tiến triển theo thời gian, lúc đầu thì tổn thương khá là mờ nhạt, sau 5 năm tổn thương vẫn rất mờ nhạt. Một cái trường hợp khác, lúc đầu tổn thương phổi kẽ khá là mờ nhạt, nhưng mà sau 5 năm tổn thương thì nó nặng nề hơn. Đấy. Và đây là một trường hợp khác nữa, đúng không? tổn thương lúc đầu cũng rất mờ nhạt và sau 5 năm thì và tổn thương rất là rộng và bệnh nhân thì sơ phổi rất là nhiều. Thế thì làm như thế nào để mà xác định là những cái tổn thương IOA nào nó sẽ phát triển thành cái trường hợp này để chúng ta có cái chiến lược chúng ta theo dõi cho người bệnh. Thì đây là một cái đồng thuận đây là một cái, cái cái nghiên cứu về cái ý kiến chuyên gia. Người ta hỏi 42 chuyên gia về phổi kẽ ở trên thế giới và người ta xem là cái dấu hiệu nào nó sẽ là cái dấu hiệu quan trọng khi mà đánh giá cái cái tổn thương IOA này. Thì các hầu hết các chuyên gia đều đồng thuận là thứ nhất là nhìn thấy tổn thương tổ ong là phải nghĩ đến ILD và có thể là ILD tiến triển. Thứ hai mà là tổn thương tổ ong nhưng mà tổn thương tổ ong ở vùng thấp của phổi là phải nghĩ đến ILD tiến triển. Thứ ba là cái giãn phế quản hoặc là giãn tiểu phế quản có kéo và thứ tư là cái giãn phế quản hoặc là giãn tiểu phế quản có kéo có kèm theo những cái tổn thương lưới lân cận và tổn thương ở vùng đáy phổi hoặc là thủy dưới thế thì chúng ta quay lại hai ca trường hợp trường hợp IPF thứ nhất thì chúng ta sẽ có là phát hiện ra cái tổn thương tổ ong đúng không và ở vùng đáy phổi phải ở cái trường hợp thứ hai chúng ta có cái giãn phế quản giãn tiểu phế quản với ngoại vi ở vùng thùy dưới phổi phải là những cái trường hợp mà chúng ta phải nghĩ đến IOD này và nếu mà nghĩ đến IOD thì khi nào chúng ta sẽ phải tham vấn các cái bác sĩ hô hấp và những cái chuyên gia hô hấp liên quan đến phổi kẽ thì chúng ta cũng thấy là khi thấy những dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi tham vấn Đấy, honeycombing này là 79% Đúng không ạ? honeycombing mà tổ ong mà ở vùng phổi thấp là 90% là phải đi khám hô hấp và tham vấn ý kiến Giãn phế quản có kéo, dạng phế quản có kéo có kèm theo lưới, tổn thương lưới ở dưới màng phổi Đấy, là những cái mà người ta có cái sự đồng thuận khá là cao trong việc đi khám bác sĩ hô hấp và nếu mà hội trần tham vấn chuyển viện xong rồi thì các bác sĩ hô hấp sẽ làm gì đầu tiên thì gần như 100% đồng ý với nhau là sẽ phải làm một cái bi lăng liên quan đến chức năng hô hấp một cách toàn diện. Ở đây là người ta nhấn mạnh toàn diện, tự hợp đánh giá cả MVC, tất cả cả cái DLCO đấy ạ. Và cái thứ hai vào khoảng 70% nói là phải bên cạnh cái việc mà đánh giá chức năng hô hấp thì chúng ta khi nhìn thấy những cái tổn thương đấy là phải đánh giá các cái xét nghiệm liên quan đến tự miễn và đây là cái tổn thương à, đây là một cái lưu đồ để mà kiểm soát những cái trường hợp ILA. Chúng ta phát hiện cái tổn thương phổi ở trên CT bất thường chúng ta sẽ à, tham vấn ý kiến của chuyên gia hô hấp. Sau đấy chúng ta sẽ đi các bước xem là có những cái triệu chứng hoặc là có cái xét nghiệm gì phù hợp với bệnh phổi kẽ không và chúng ta sẽ phân ra làm bốn nhóm. ILA mà có cái nguy cơ tiến triển thấp thì chúng ta cũng theo dõi ạ à, chúng ta có các cái bệnh lý ild khác <laughs> nếu như mà trong trường hợp IOA sơ hóa là chúng ta sẽ đi theo tức là những mình nhìn thấy là đây có rất nhiều con đường nhưng mà tự chung lại chúng ta thấy là là vẫn là cái follow up nếu cần thôi follow up nếu cần trong trường hợp mà chúng ta tìm ra được nguyên nhân thì chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân đấy ngay từ đầu điều trị sớm cho người bệnh Thế thì về kết luận em có một số kết luận sau. Thứ nhất là cái ILD thì thường bị bỏ sót chẩn đoán muộn trên thực hành lâm sàng. Thứ hai là khám lâm sàng có vai trò quan trọng nó xác định bệnh nhân có nguy cơ để chỉ định các xét nghiệm chẩn đoán sớm. Và trên HRCT nếu mà để chẩn phát hiện ILD chúng ta chủ yếu dựa vào các hình thái cơ bản như UIP, NSIP hay OP. Còn để mà phát hiện sớm hơn nữa chúng ta phải lưu ý phát hiện các dạng ILA sơ hóa và có cái chiến lược chuyển tuyến hội trần sớm này, có chiến lược theo dõi phù hợp cho các trường hợp này để để sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp ở IOD mà chưa có biểu hiện lâm sàng. Bài báo cáo của em đến đây là hết. Đấy. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người.